đi muốn đập cục wifi luôn á. Gì đâu mà em muốn phòng em là đứt bạn luôn. Em biết tin được mà. Xài đồ kia hết á, hay là tại nhà em hàng xóm xài nữa thì em không biết, tại nhà em biết xài á, kiểu như là tụi em về em mới xài thôi, mà xài có được đâu. Thôi học Chị đi cũng nhá. vậy. Thôi học đi, tranh thủ mạng khỏe học đi, tí mạng yếu không học Ờ đúng rồi anh, bạn gian nhíu thì mà. được. Ok. Phượng đọc chưa nhá? Xong rồi Hương đọc, Hương đọc hai câu nhá, chưa nộp bài tập. Và xong anh Phượng đọc. Anh vừa đọc mấy câu anh nhưng muốn chuyển động về làm mà. Anh Được Duân chưa? chưa nộp à? Anh Duân đọc Được vài câu nhá. rồi. À, sorry anh. Hãy dừng đà đảo ngay. So, đi Đọc đi. đây, đọc đây, đọc đây, Phượng đọc đây. So, đi đi. We should talk about your sir, safari to the boss world. I'm so excited. My first time in Africa. You're Africa. going Africa. You're going to be flying into đây là một gì? Johannesburg. Johannesburg. Johannesburg, South Africa. Would you like a window or an eye? An eye. An eye. Duân đọc đây. A window, I want to see everything. Đọc tiếp câu nữa. À, à. Mọi người chú ý nhá, dấu chấm câu mà phải ngắt ngắt hơi lên, ngắt câu. Mic 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 mic. Take a taxi or limo to your hotel. The next day you could fly or you could take a train to the Francis town in the Botswana. It's a direct train. Yes. I'll take the train. I'd like to see the country. Great. Then after you see a French child, you can take a small plane or bus to the Okavango Delta. Bus. But. Tôi có đọc sai từ này. Bạn có phải ấm ơ đâu, nó có phải đọc boss bass bạn. How small is the airplane? Z is Z is the airplane is the airplane. It's pretty small. But it's an impressive bird. But I think so. When I get to Gilmer, you're going to be taking a boat to your hotel. Report. The hotel is on an island. When you get to the island, a man with a donkey can take your luggage to the hotel. A donkey. There are no car in the island. In the island. It is an express donkey. Để nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mà không có S. Island. Yeah, like the cars có S đúng không? Số nhiều á. Đọc cái này là Z. Cars John. Cars John. The island. Hương đọc lại câu này nữa. There are no cars on the island. There are no cars on the island.
There's no cars on the island. Nice. I think it's probably a local donkey. Of course, if you don't want the donkey, you could take a small plane. It goes straight to the hotel. Goes. Goes. Cái này là số chia tổng từ chia mà đúng không? Em ở cái từ này anh nhấn chọn âm sai, anh nhấn chọn âm đầu tiên properly. 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 Okay. Chọn âm đầu tiên. Giống từ problems. Properly. Next. I think I should take the donkey. The donkeys never have a mechanical problems, right? Right. Okay. Cái này đọc là mechanical đúng không? Mechanical. Anh đọc từ the donkey. Donkey. No, cái từ do not cái tác. Đông luôn. Em biết. Cũng xem cái đọc là đông. Không, em đọc là cái gì? Don't. Xong em Google, ngồi suy nghĩ mãi, em nghe mãi em không hiểu tại sao sao. Don't mà. Em đọc là don't. Don't là cái gì? Vậy thì mấy người nghe cũng don hết rồi, em từng đôn thành cũng chỉ được don đâu. Em không biết sai chỗ nào. Oh. Don't. Tiếng Anh Mỹ nó đọc là đông, mà nhiều người đọc là đông. Em có đọc là don't mà. Don't. Cả tiếng Anh và anh Mỹ đọc là don't. Ok. Để xem là có gì không. Flying into đúng không? Flying into tức là bay đến đâu đúng không? Ở đây có cấu trúc là you are going to be flying. Tức là đây là tương lai tiếp diễn. Cái hành động sắp xảy ra trong tương lai đúng không? Miêu tả một sự kiện đang diễn ra trong tương lai. Không chắc lắm về cái cấu trúc này. Could you lie đúng không? Could you lie thì hỏi về một cái câu hỏi về kiểu là yêu cầu, nhu cầu của người khác như thế nào? Các lịch sự. Bạn có muốn window or an aisle? Thì cái này tức là kiểu là window seat hay là aisle seat ấy. Tức là kiểu là ghế ngồi cửa sổ hay là ghế ngồi hành lang đi. Take a taxi, take a bus thì nói rồi đúng không? Ở đây có từ limo là viết tắt của từ limousine là cái xe kiểu xe chở khách hạng sang ấy. Limo là viết tắt của từ limousine. Khi viết đầy đủ nó sẽ đọc là limo. Còn khi viết tắt thì nó đọc là limo. Limo. Cái viết đầy đủ đọc limousine. A large, expensive, comfortable car. Loại xe cực kỳ thoải mái, sang trọng, đắt tiền, đúng không? To. Express nói rồi đúng không? Có hai nghĩa, một là kiểu là nói về nhanh. Chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát nhanh là danh từ chính phủ chuyển phát nhanh đúng không? Tàu điện ngầm, tàu siêu tốc. Đấy. Hai là tính từ là express, tức là kiểu là nhanh. Dụ tàu tàu cao tốc này, tàu lửa cao tốc này, express train này, hay là express way. Express way tức là đường cao tốc.
Ngoài ra thì động từ của nó express tức là thể hiện được cái suy nghĩ của mình, bày tỏ cái suy nghĩ của mình. Then after, không vấn đề gì. Then after, after, how many, how small, yeah. Pretty nói rồi đó. Think about this. Be taking a boat. On, giới thiệu on nói rồi đó. Trên một bất kỳ một cái gì. On. À, cái từ từ luggage đúng không? Ở giữa là âm g. Luggage nó bằng với từ baggage đúng không? Và hai từ này đều là danh từ không đếm được. Yeah, anh nói nhiều với sao? À, hành lý. No cars on the island. Khi mà người ta nói ví dụ không có một cái gì đấy thì người ta nói là there are no something. Cái something đấy thì nó sẽ là danh từ số nhiều. Nếu danh từ mà không đếm được thì nó không chia. Nếu danh từ đếm được thì nó sẽ danh từ số nhiều. Ví dụ tiền là người ta không danh từ không đếm được, there are no money. So low luggage đúng không? Nếu ví dụ danh từ đếm được cars này hay là cheese, there are no cars, no cheese, no furniture, windows. Đây nó sẽ dùng danh từ số nhiều. Không có cái gì đấy. Probably thì nghĩa của nó rất nhiều, giống chắc. Nhiều ngữ cảnh. Likely to happen. Rồi cái từ này nó sẽ dùng cho trong các tình huống mình nói xu hướng cái gì nó sẽ diễn ra hoặc cái gì nó đúng. Kiểu là she properly do something, they properly do something. Nó kiểu tương tự kiểu giống từ will ấy. À, nó sẽ có nghĩa là khả năng cao hơn will. Of course, you don't want donkey and you take a small plane. Go straight thì nói rồi đúng không? Go straight to mechanical thì là những cái thứ là kiểu máy móc, kiểu cái máy móc. Okay. Không có gì. Thì những cái bài quen quen thì những cái bài đã nói rồi. Mọi người có câu hỏi gì về bài này không? Phần này. Anh Duân, tôi là không hiểu. Đọc thì hiểu nhưng mà vận dụng không biết sao vận dụng. Nói thế khó lắm. Thực ra kiểu mình cứ nói thôi, nói nhiều, nói càng nhiều thì sai càng nhiều, sai càng nhiều học được càng nhiều. Không nói thì chắc chắn là không học được cái gì. Mình làm gì biết chắc chắn là mình sẽ làm sai, nhưng mà làm sai thì mình sẽ học được. Còn nếu mà mình không làm thì cơ hội để học được là 0%. Okay. Hương có chỗ nào không hiểu không nhỉ? Hiểu nhá, hiểu hết nhá. Về mình đi vào phần câu hỏi nhá. Phượng à, câu đầu tiên à. Have you ever taken a safari trip to South Africa? Of course, no. Of course, no. No, I haven't. But in the future, I want to go to those
go to the I want to visit safari at in the south of Africa. It's famous. It's famous, and it's far from Nam. This different châu lục là gì cơ? Em biết. Because now I don't go to Africa. I think it's so excited. But, yeah. Cái từ of course thì thường người ta dùng cho những cái gì nó sự thật hiển nhiên, cả người nghe và người nói là cùng hiểu vấn đề đấy. Dù trong cái tình huống này em cũng dùng cái từ of course cũng được, thì có thể anh cũng hiểu là chưa đúng không? Em hiểu là chưa. Đấy, thường người ta dùng cái tình huống là chắc chắn là hai người hiểu nhau, hiểu cái vấn đề người ta nói. Ví dụ trong trường hợp anh nói về chủ đề hoàn toàn mới chẳng hạn, là cái sự thật nó không phải sự thật hiển nhiên, vì of course thì nó không lưu ý. Hương nhé. So when you are on a plane, so would you like to like the window or aisle seat? So I like aisle seat. I think everyone's like a fancy aisle seat because I can see landscape outside, I think see landscape from sky is very interesting. Nhất là cái từ để mà nhìn được phong cảnh thì người ta phải ngồi ở ghế gần cửa sổ, ta gọi là window seat chứ không phải là aisle seat. Aisle seat tức là ghế, là ghế ở gần hành lang. Tiếp theo là Hương dùng cái từ là see landscape is interesting. Đấy, thì mình sẽ phải dùng không dùng động từ ở đây, mình sẽ dùng seeing đúng không? Seeing. Tức là cái động từ mình để đầu câu ấy, mình sẽ chuyển thành dạng verb in. Okay. Tốt mình dùng được từ fancy đúng không? Fancy life. Ở đây có một thêm một số từ nữa mà các bạn có thể sử dụng là từ thích. Mình có quyển này khá là hay. I fancy doing something đúng không? Hay là I am keen on đúng không? Cái đấy chắc là biết rồi. Fancy mình có thể dùng là I have a fancy on something. I have a fancy. Mọi người cũng dùng là I am hunger. Dùng cái này nó là được người tiếp đây. Nhiều khi mình không dùng hết. Kiểu I am into, I'm really into something. Rất là tốt. I am in. Hoặc là có một cách nữa, dù là
hay là kiểu something is mushroom. Strengths hay là kiểu strong point. Tôi làm cái gì đấy hay cái gì là cái điểm mạnh của tôi, đúng không? Tôi có thể nói kiểu như là khi mình nói về một cái vấn đề gì đó. Bình thường mình nói về tôi thích ăn có quả chẳng hạn đấy. Nói là eating fruits is my strength, my strong point. Thế là cái đó nhiều là bạn rất thích ăn quả, đúng không? I'm big fan of các thứ luôn, đúng không? Và thậm chí như này cũng thích này. I have a crust on cái này cũng nghĩa là tôi thích cái gì ấy. Crust cái ST mà sợ sao gọi thành ST nữa. Có hai cách, on something hoặc là on doing something. On something hoặc là on doing something. Ừ. Tôi thích làm gì đúng không? Tôi thích làm gì. Ok, Duân nhá. À. Have you seen a donkey in real life? Have you seen a donkey in real life? That I haven't seen. It's very bad. It looks like horse. But it is smaller. Than horse and it run the very slow. It is very slow. Slow. Lâu đọc có nghe có hiểu lâu lâu nhiều khi kích động ra về các cái động mà về các loài động vật ấy, thì mọi người chịu khó tra từ điển nó có rất nhiều cái đường liên quan đến động vật, ví dụ từ horse là con ngựa đúng không. Đấy, thì, horse đây mọi người có thể tra cái phần idioms này, rất nhiều cái hay. Donkey có một cái thành ngữ như mấy. Donkey là dê donkey. Đây ví dụ có cái từ duck horse, duck horse, cái thì very
bài hát Dark Horse. Đấy, nó chỉ về cái người mà kiểu kín tiếng, ít nói về đời sống của họ. Và cái câu là eat like a horse, còn hay eat a lot. Eat a lot. Việt Nam là eat like a pig. Người nước ngoài tiếng Anh người ta không dùng như thế. Rất nhiều thứ nó có những cái kiểu loài động vật hoa lá màu sắc có rất nhiều cái ưu điểm liên quan và kiểu cat có khá nhiều ưu điểm. Yeah, like cat on hot bricks. Kiểu rất là nervous, kiểu ngồi trên đống lửa. Kiểu loài động vật các thứ rất nhiều thứ. Kiểu màu sắc. Yeah, kiểu blue between the devil and the deep blue sea. Có cái này người rất hay nói once in the blue moon. Rất là hiếm. Kiểu scream blue murder. Từ blue thì cũng có khá là nhiều người mọi người cũng dùng. Từ blue thì mình dùng blue sky chẳng hạn, đúng không? Thời tiết rất là trong trẻo, đúng không? Ngoài nghĩa mà màu xanh ra thì nó mình blue sky, trời là xanh, đôi mắt trong, blue eyes. Đúng mắt trong hay là đúng mắt xong luôn? Nó kiểu dùng nó kiểu như là dành cho kiểu người bị kiểu xanh xao vàng hoặc kiểu bị cảm lạnh ấy. Xanh người thì nghĩa là kiểu là buồn thất vọng mà, đúng không? Đúng nó nghĩa ví dụ là bang bên dân chủ á, bên cộng hòa màu đỏ, bên dân chủ màu xanh. Ta có kháng một nghĩa nhạy cảm. Ăn cơm đi. Một nghĩa nhạy cảm. Okay. Rất nhiều. Red. Màu là đỏ đúng không? Là máu. Nói chung những cái gì kiểu liên quan hình ảnh kiểu là các bộ phận cơ thể người này, các loài động vật này, màu sắc có khá nhiều nghĩa, cộng thêm với lại nó hay có nghĩa bóng với lại các idioms. Bộ phận cơ thể người thì hầu hết các cái bộ phận cơ thể người thì đều nó có thể ngoài danh từ, có nghĩa là danh từ thì nó có thể là động từ. Ví dụ từ head là đầu đúng không? Thì mình cũng dùng được là ví dụ là head tức là hướng đến đâu. Hướng. Ví dụ người ta hỏi là are you heading where are you heading to đúng không? Tức là where are you going to. Đơn giản nhất là từ head. Từ left cũng có nghĩa là động từ. No. Đấy, những cái đấy mà người chịu khó tra một tí ra nhiều sân con kỳ. Donkey yes. Very long time. I talk the hip neck of donkey. Các anh dùng nghĩa bóng rất là nhiều đúng không? Bóng.
có trà hay. Nào mọi người quay lại với mình tí nhá, xong mình sẽ Q&A tiếp.